mọi người, hiện tại thì Hen đang ở nhà. Và ở nhà thì chúng ta ở quê có sân rộng thì có nhiều bài tập dành cho chúng ta. Bài tập đầu tiên đó là bài tập vừa có thể tập mông này, ở tập vòng 3, tập eo, như là tập thể lực. Ôi, cơ bụng nó đau lắm luôn. Đưa chân sang ngang, lại tập eo, một, nhảy lên, một, sorry, mọi người ngủ.